mừng quý vị khán giả đến với chương trình Dòng máu Lạc Hồng phát sóng vào thứ năm hàng tuần trên kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình là nơi tôn vinh những người Việt tài năng trên khắp thế giới có những cống hiến cho quê hương đất nước. Thưa quý vị, Nguyễn Huy Hoàng, cái tên quen thuộc của giới văn chương, thơ ca Việt Nam và Liên bang Nga, một tâm hồn Việt đã dành gần cả cuộc đời giữa những cơn dầu bể và lang thang ở xứ sở Bạch Dương Tuyết Trắng. Dù trải qua nhiều vất vả, gian truân và thăng trầm, nhưng Nguyễn Huy Hoàng vẫn luôn giữ cho mình một tâm hồn nhạy cảm với cái đẹp, một tình yêu to lớn với cả hai dân tộc, được thể hiện qua hàng trăm, hàng nghìn áng văn thơ. Dòng máu Lạc Hồng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị đến với câu chuyện của ông, của một người vẫn hằng say mê kết nối nhịp cầu văn hóa Việt Nam và Liên bang Nga. Trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam hôm nay đông lạ thường. Hiếm có khi nào và ở đâu lại có sự tham gia của nhiều cây đại thụ trong làng thơ, ca Việt Nam đến vậy. Những cái ôm ấm nồng, những cái tay nắm chặt của các thế hệ. Xúc động, bồi hồi, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng được tái ngộ thầy cô, bạn bè, bạn văn, học trò từ khắp nơi trên đất nước. Các chính khách, các nhà ngoại giao hay cả những người bạn Nga thân thương. Tất cả đã trở về hiện diện tại một buổi ra mắt tuyển tập thơ văn của nhà thơ, nhà văn, dịch giả Nguyễn Huy Hoàng. Họ đã không tiếc lời khen và sự ngưỡng mộ dành cho chủ nhân của buổi lễ. Anh Nguyễn Huy Hoàng thì là một người nổi tiếng trong thế giới văn học Việt Nam, là một người hết sức là nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam tại Nga và cũng như trong cộng đồng người Nga tại Việt Nam. Chúng tôi từ khỏi người Nga và Đại sứ quán Nga rất là quý ông Nguyễn Huy Hoàng, không chỉ vì tài năng của một nhà sĩ mà cũng vì anh Huy Hoàng trong nhiều năm qua, có thể nói là mấy thập kỷ qua, đã lưu lại, duy trì và vun đắp tình cảm thân thiết nhất và nông khẩu nhất đối với đất nước và văn hóa của chúng tôi. Những người như vậy chính là cầu nối và có thể nói mạnh hơn nữa là những cái nền tảng, là những cái chỗ dựa của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và dân tộc Nga và Việt Nam. Nguyễn Huy Hoàng sinh ra trong gia tộc Nguyễn Huy Trường Lưu, có truyền thống khoa cử, văn chương tại Can Lộc, Hà Tĩnh, với những cái tên gắn liền với lịch sử dân tộc như Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hồ. Thuở nhỏ, cậu bé Nguyễn Huy Hoàng đã được tiếp xúc với văn chương nhờ tủ sách của gia đình. Thời điểm đó, văn học Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tinh thần văn học Nga từ những nhà văn cổ điển như Lev Tolstoy, A. Pushkin, Dostoevsky, Chekhov đến những nhà văn Xô Viết như Maxim Gorky, Mikhail Solokhov, Boris Polevoy, tất cả như hun đúc và nảy nở một niềm say mê văn học Nga trong cậu bé Hoàng thuở ấy. Sau khi theo học tại khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là khoa văn học, trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và được giữ lại giảng dạy. Khoảng những năm 1990, ông cùng vợ là bà Đặng Kim Tiến được cử đi làm nghiên cứu sinh về văn học Nga tại ngôi trường danh tiếng Đại học Tổng hợp Lomonosov. Đây cũng là cơ duyên giúp mở ra con đường văn chương của ông và nước Nga cũng đã trở thành quê hương thứ hai của Nguyễn Huy Hoàng. Tôi muốn nói khía cạnh là con người của Nguyễn Huy Hoàng. Thì ai gặp anh Hoàng lần đầu ấy thì cũng có một ấn tượng là con người rất là hiền và rất là chân tình. Bạn sẽ được nhìn thấy anh ấy, được cái bắt tay, cái ánh mắt. Khi mà gặp anh Hoàng thì đấy là thực sự tôi mới biết. Nó là con người rất hiểu biết về văn hóa đó anh.
mà về Moscow, về nước Nga thì có lẽ là anh Hoàng là một trong người mà biết sâu sắc nhất và cũng có thể được nói cho mọi người một cách đầy đủ nhất. Chính vì vậy cho rất nhiều người bạn của anh Hoàng khi sang gặp anh Hoàng ở Moscow và được cùng đi với anh Hoàng thì anh Hoàng giới thiệu thì những hiểu biết của anh Hoàng và những tình cảm anh Hoàng nói về nước Nga, về văn hóa Nga, về văn hóa Việt-Nga thì có lẽ là một trong người nói có thể nói hay nhất mà nói đầy đủ nhất. Đấy, và cũng từ đấy là anh Hoàng có rất nhiều người bạn mà gắn bó với anh. Tại xứ Bạch Dương, Nguyễn Huy Hoàng đã cho xuất bản nhiều tập sách báo gồm nhiều thể loại như thơ, văn xuôi, truyện ký, kịch bản phim và hàng chục lần tổ chức ra mắt sách ở Việt Nam tại các thư viện, các trung tâm, các nhà xuất bản và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và các trường đại học. Ông là người đầu tiên cùng Đại sứ quán đứng ra tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Nga, là người khởi đầu các cuộc gặp mặt cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam. Sự kiện này có ý nghĩa rất lớn và duy trì cho đến ngày nay. Ông cũng là thành viên trong nhóm trí thức vận động thành lập Bảo tàng Việt Nam tại trường 282 Moscow và tổ chức một phòng trưng bày hiện vật văn hóa Việt Nam. Dù sinh sống ở Nga, nhưng ông vẫn được mời về giảng dạy văn học Nga cho một số trường đại học cao đẳng trong nước như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Tĩnh, được mời nói chuyện văn học nhiều đêm tại Praha, Warsaw, Berlin, tham dự nhiều hội thảo khoa học quốc tế tổ chức trong nước. Năm 2017, Viện Hàn Lâm Văn học Nghệ thuật Thế giới Ukraine đã phong tặng Nguyễn Huy Hoàng, người đã có những công trình sáng giá về nhà văn Angel Gold, danh hiệu viện sĩ. Ông đã góp nên cho văn học Việt Nam và Nga những công trình, tác phẩm có giá trị thời đại như lịch sử văn học Nga thế kỷ 19, giáo trình, Đại học Tổng hợp 1988, thi pháp truyện ngắn Angel Gold, truyền luận, nhà xuất bản Đại học Quốc gia 2001, phế biên cây trời, thơ, nhà xuất bản văn học năm 1999, nhật ký Đặng Thùy Trâm, chủ biên, dịch sang tiếng Nga năm 2012, truyện Kiều, chủ biên cùng Vũ Thế Khôi, An Solokov, Đoàn Từ Huyến, An Povov, dịch sang tiếng Nga năm 2015, gia tộc Tổng thống V.V. Putin cùng Nguyễn Văn Minh, dịch từ tiếng Nga năm 2017, người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Nguyễn Văn Minh, dịch từ tiếng Nga năm 2020. Anh Hoàng là cùng với lại một số các văn nghệ sĩ Việt Nam mà sinh sống ở Nga đã sớm thấy cái có thể nói là một trong những người sớm khởi xướng ra cái hội văn nghệ người Việt ở Nga. Và cái hội đó là suốt trong thời gian qua đã đóng góp rất nhiều cho cái sự hiểu biết của hai dân tộc. Tôi cho là anh Hoàng là một trong những người mà tích cực với những cái sáng tác của anh đã đành, nhưng với những cái hoạt động của anh ấy, những cái vận động của cái cộng đồng người Việt ở Nga quy tụ lại và hướng về Tổ quốc, cũng như là giao lưu với lại các bạn, giữ được cái mối quan hệ với lại các bạn, những người Nga yêu Việt Nam, những người Xô Viết ngày xưa yêu Việt Nam. Tôi cho là đấy là cái mà đáng quý ở anh Hoàng. Anh Hoàng lại cung cấp cho chúng tôi cái sức mạnh của cái lòng yêu nước Nga, sức mạnh của văn hóa Nga để lại truyền tải và đem vào cho cái không khí văn học của người Việt Nam ở đây. Thế thì lần nào anh Hoàng về nước thì chúng tôi cũng gặp nhau và cái tâm sự
nó còn có rất nhiều các cái chuyện khác nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chỉ một vài cái dẫn chứng như thế để thấy rằng là cái mối giao lưu giữa những người yêu nước Nga, truyền bá văn học Nga không những ở bên nước Nga mà ở Việt Nam luôn luôn gắn bó và phát triển. Những tác phẩm của Nguyễn Huy Hoàng luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở Nga, đọc thơ của ông. Người đọc như được chia sẻ cùng nhà thơ những trắc ẩn với thân phận những con người khốn khó, bất hạnh, nỗi niềm nhớ thương quê nhà sâu sắc của một người Việt xa xứ. Trong nỗi đau ly quê, tâm thức văn hóa Việt trỗi dậy mạnh mẽ, với lối viết không kiểu cách, không bị cuốn theo những cách tân về hình thức, chỉ diễn tả chân mộc ý tưởng của mình. Thơ Nguyễn Huy Hoàng luôn mang những thông điệp văn hóa sâu sắc và giàu tính nhân văn. Xưa nay, trong tâm thức người Việt, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, thì ký ức văn hóa về nguồn cội luôn là sợi dây thiêng liêng, bền chặt, neo giữ mỗi người với dân tộc, với đất nước, quê hương. Và đây cũng chính là cảm hứng chủ đạo trong thơ Nguyễn Huy Hoàng. Đó là những câu thơ rừng rừng viết về quê hương Hà Tĩnh, về giải đất miền Trung nắng gió. Đất quê hương cháy xém mảnh lưng trần, thổi ào ạt gió Lào qua đồi cỏ, thấm như máu những vệt đường đất đỏ, gió tung hoành, rát bỏng lưỡi gươm khô. Từ làng quê nghèo khó ra đi lập nghiệp ở phương trời xa lạ, với trải nghiệm hành trình sống đầy gian truân nơi xứ người, tác giả càng thấm thía, trân quý, nâng niu những gì bình dị, gắn bó với mảnh đất nơi mình cất tiếng khóc chào đời. Đâu rồi bếp dạ mái tranh, đâu rồi lối ngõ uốn quanh xóm nghèo, sân đình giếng nước trong veo, cây đa đêm hội trăng treo, đâu rồi tìm đâu ra giữa quê người, cỏ xanh đầu bãi chiều phơi nắng vàng. Phải chăng qua những vần thơ ấy, Nguyễn Huy Hoàng đã góp tiếng nói khẳng định một thông điệp nhân sinh đầy tính nhân bản như một hằng số văn hóa. Cội nguồn dân tộc, quê hương bao giờ cũng là điểm tựa, là niềm tin vững chắc nhất cho con người để vượt qua tất cả thử thách của số phận, sống và đối diện với tận cùng hạnh phúc, khổ đau và mất mát. Nghe hồn ngọn gió ly quê, len trong lãng đãng bốn bề tuyết sương, tấc lòng non nước cố hương, tiếng du sầu lắng, buồn thương vơi đầy. Tôi trân trọng và kính mến thầy Nguyễn Huy Hoàng bởi vì một trí tuệ uyên bác, một tâm hồn tinh tế và nhạy cảm. Khi đọc thơ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng thì tôi thấy có một cái dòng chảy tâm thức Việt ở trong thơ của ông. Và cái tâm thức văn hóa Việt này nó chi phối trong suốt tất cả các tập thơ của Nguyễn Huy Hoàng. Nguyễn Huy Hoàng viết thơ không phải viết cho ai cả, mà ông viết từ trong cái nỗi niềm đau đớn của một người con xa xứ. Ông nhớ về quê hương Việt Nam, nhớ về cái mảnh đất miền Trung với tất cả tấm lòng, cộng cùng với một cái hoàn cảnh riêng cũng rất là đặc biệt. Với những đóng góp trên, giáo sư, viện sĩ Nguyễn Huy Hoàng đã được nhiều người Nga và người Việt Nam sinh sống tại Nga trìu mến và trân trọng, coi như người giữ hồn Việt tại xứ sở Bạch Dương. Cả đời ông dành để phụng sự cho hai đất nước và mọi tình cảm đều được chuyển vào từng áng văn thơ. Tôi luôn mang trong mình tình yêu hai tổ quốc, một nước Việt lầm than mang nặng để đau tôi, và nước Nga nơi gánh chịu biết bao nhiêu tủi cực. Tôi tự nguyện đặt trái tim rớm máu dưới chân người. Kính thưa quý vị, mới đây giáo sư viện sĩ Nguyễn Huy Hoàng đã cho ra mắt tuyển tập văn thơ sau nhiều năm ấp ủ. Đây chính là tiếng lòng của một người con xa quê với bao nỗi nhớ nhung già diết quê hương nơi đất khách quê người. Lần trở về này, chúng tôi cũng đã có dịp được ngồi lại cùng tác giả để lắng nghe những tâm tư, tình cảm của ông về sự nghiệp văn thơ, về tình yêu dành cả cho hai đất nước, về hành trình nối nhịp cầu văn hóa Việt-Nga. Vâng, xin chào nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên tôi muốn ông có thể chia sẻ là cái cảm xúc khi trở về Việt Nam lần này của ông thì như thế nào? Thật ra tôi là người về Việt Nam rất nhiều lần. Cứ mỗi lần có cuộc hội thảo, có cuộc họp
thậm chí là có những phản biện luận án mà người ta mời thì tôi đều về dự. Còn lần này thứ nhất là tôi về tương đối lâu so với cả lần trước. Lần này tôi về suốt từ Tết bây giờ. Quả thật lần này tôi về tiếp xúc rất là nhiều người, tiếp xúc bè bạn, tiếp xúc anh em, rồi đi khắp nhiều miền đất nước. Và cái cảm nhận của tôi ấy, là thấy cái gương mặt của mọi người, cuộc sống mọi người thì in rất rõ tất cả cái nhịp sống của giai đoạn ngày nay. Đó là cảm nhận của một người thường viết như tôi. Cảm giác tôi rất là hạnh phúc, bởi vì tôi có nhiều bạn ở quê, bạn học thời phổ thông, bạn thời đại học, bạn giảng dạy ở trường, bạn ở viện văn học, và các bạn bè đã từng công tác ở Liên bang Nga trở về thì số lượng bạn bè rất đông, và tất cả bạn bè đều hồi âm cái lời mời của tôi và hứa sẽ đến và tạo mọi điều kiện để mà có cuộc gặp gỡ. Thì cuộc ra mắt đối tôi nói thật là ra mắt sách không phải là giới thiệu công trình khoa học là tác phẩm gì lớn cả, nhưng đây là một cơ hội để bạn bè anh em gặp gỡ nhau. Vậy thì không biết lần trở về này chúng ta sẽ ra mắt một tuyển tập, thì nhà thơ có thể chia sẻ một chút về những cái tuyển tập này, nó mang một dấu ấn như thế nào trong chặng đường làm văn viết thơ của mình? Tôi thì ra mắt sách rất nhiều lần. Tôi ra mắt là 13 lần tất cả. Có lẽ là không dám nói là kỷ lục, nhưng mà vì mỗi lần như thế là một cơ hội để tôi gặp gỡ bạn bè, để giao lưu mọi người. 13 lần tôi ra mắt trong nước và 2 lần tôi ra mắt ở nước ngoài. Đó là quyển truyện Kiều dịch cho tiếng Nga, và quyển thứ hai là quyển Nhật ký Đặng Thùy Trâm dịch tiếng Nga. Thì suốt 13 lần ấy thì mỗi lần tôi được cảm giác như là ban đầu. Còn lần này ấy, thì quả thật là tôi ấp ủ rất lâu muốn làm bộ tuyển tập, vì tổng toàn bộ trong số 26 tác phẩm của tôi, tác phẩm nghiên cứu dịch thuật thơ văn truyện ngắn, thì tôi muốn làm bộ tuyển tập cũng có cơ hội. Lần này thì quả thật cơ hội đến với tôi, bởi vì trong cái làng của tôi, làng Trường Lưu, họ Nguyễn Huy, tức là cái nơi có thể duy nhất ở Việt Nam đã được 3 lần UNESCO công nhận là di sản nhân loại, thì một số anh em bè bạn làm doanh nghiệp thì muốn tạo điều kiện cho tôi ra một tuyển tập, và đây là cơ hội rất may mắn cho tôi. Nguyễn Huy Hoàng là một nhà thơ mà đã dịch rất nhiều những tác phẩm của Việt Nam ra tiếng Nga, và cũng dịch rất nhiều những tác phẩm của nước bạn Nga sang tiếng Việt Nam, và nó đã vô tình trở thành một cây cầu kết nối văn hóa giữa hai quốc gia. Vậy thì khi làm một cái điều này thì nó mang đến cho nhà thơ một cái cảm xúc như thế nào? Cộng đồng người Việt Nam phía sau lưng là vẫn có sừng sững một nền văn hóa, vẫn có người làm văn học, vẫn có người làm nghệ thuật, và có người đam mê để mà những cái giá trị tinh thần để chuyển đến cho nhân dân Nga hiểu rằng là nước chúng tôi là đất nước văn học, yêu đất nước Nga, yêu văn học Nga. Điều thứ hai tôi muốn nói, muốn phát biểu ấy, là có thể cái điều mà tôi tâm huyết nhất ấy, là trước đây phương tiện thông tin không nhiều. Phương tiện thông tin nhiều, như hiện nay thì phương tiện thông tin quá nhiều, người ta phải chọn lọc phương tiện. Trong đó văn hóa đọc phải bắt đầu đã xuống đi rất nhiều. Cái đó phải thừa nhận một cách hết sức rõ ràng là người ta không còn thời gian đọc sách nữa. Mặc dù chúng ta ai cũng nói rằng là đọc sách đó là kho tàng kiến thức, đọc sách đó là bồi dưỡng trí tuệ tâm hồn, vân vân. Nhưng quả thực thời gian áp lực nó không có nữa, áp lực cuộc sống nó không có nữa. Thì việc đọc sách rất cần, và tôi muốn truyền tải qua tác phẩm mình làm sao để người ta đọc cái này, người ta hóa ra nhận ra rằng hóa ra đọc sách rất có tác dụng. Và thứ hai nữa ấy, là người ta hiểu được cuộc sống của người Việt ở Liên bang Nga, cũng như người ta hiểu được những giá trị tinh thần của nước Nga, đặc biệt đó là một nền văn hóa rất lớn. Còn những tác phẩm của Nga ở Việt Nam và chuyển sang Nga thì tôi nghĩ rằng là đó là việc nên làm, mặc dù tôi chỉ làm được rất bé vô cùng, tôi rất bé mọn trong biển cả mênh mông như thế, nhưng mà tôi nghĩ là cần phải làm. Bởi vì trước đây chúng ta biết cái thời Xô Viết ấy, hầu như bất cứ một tác phẩm nổi tiếng nào đều được dịch cho tiếng Nga. Nhưng đã nhiều năm nay, 1/3 thời kỳ qua, số sách Việt Nam dịch ra tiếng Nga được đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù chúng ta có rất nhiều tác phẩm hay, nhưng mà không có điều kiện thời gian, điều kiện kinh phí, và những độc giả bên kia, nếu mà như thế này họ sẽ hờ hững với chúng ta, hờ hững văn học chúng ta, và quan trọng là họ không hiểu chúng ta. Nên là một mặt thì tôi vẫn làm, mặt thứ hai động viên mọi người, và mặt thứ ba là mong muốn làm sao chúng ta có những dịch giả, có nhà văn và có những người làm chuyên nghiệp để làm sao truyền tải nhiều tác phẩm Việt Nam ra tiếng Nga hơn nữa. Đồng thời, ngược lại, là cộng đồng người Việt Nam bên kia phải có nhiều người viết về bản thân mình, về cộng đồng người Việt. Vì Việt Nam bên kia là một xã hội thu nhỏ, 100.000 người là một xã hội thu nhỏ, không ít đâu. Là những thế hệ người Việt Nam ra đi từ rất sớm, thành danh lập nghiệp trên đất nước bạn. Vậy thì không biết nhà thơ có một cái cảm xúc, một cái niềm tự hào
của mình như thế nào khi là Việt Nam, sinh sống, làm việc tại nước ngoài? Về tình cảm người Việt ấy, thì phải nói thật thế này, cái người Việt là kỳ lạ, có thể hơn bất cứ một dân tộc nào, không có dân tộc nào chúng ta cảm nước Việt, kể cả những người vùng dân tộc ít người, nhiều người tận xa xôi, tận Cà Mau hoặc là Lũng Cú, đều thờ một ông tổ, đó là Hùng Vương, là cái của người Việt, không nơi nào có được cả một ông tổ. Cái điều thứ hai ấy, là chúng ta qua tục ngữ ca dao Việt, cái câu lá rụng về cội, cây cao 1 mét thì lá rụng về cội, 2 mét lá rụng về cội và 100 mét thì lá rụng về cội. Thì người Việt chúng ta dù đi đâu cũng nhớ được tổ quốc quê hương. Tất nhiên tổ quốc quê hương mỗi người một cách nhớ, chứ chúng ta nói yêu tổ quốc là yêu 4.000 năm lịch sử, yêu biển Đông bạt ngát, yêu Trường Sơn vĩ đại, không phải thế đâu. Yêu quê hương tức là yêu từ phong tục tập quán, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ mảnh vườn, đó là quê hương, đó là tổ quốc rồi. Chứ đừng nghĩ khái niệm tổ quốc là cái mênh mông bạt ngát, phải đâu. Cái tổ quốc là vốn rất cụ thể và rất gần gũi và rất là nhỏ, cho nên là chúng ta từ nhỏ đến cái lớn. Thì trong thơ của tôi nói về quê hương, về đất nước bằng hình ảnh của mảnh vườn, về phong tục tập quán, về những người bạn, về những người mẹ, về những người đã ngã xuống ở tổ quốc. Đấy là tổ quốc chúng tôi, là tình cảm tôi. Vâng, thưa nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, hiện nay chúng ta có hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài. Mỗi người cũng đang xây dựng vị thế, hình ảnh đất nước con người Việt Nam ở quốc gia sở tại và trên lĩnh vực của mình theo đuổi. Vậy không biết nhà thơ có một cái câu truyền cảm hứng như thế nào, có một cái chia sẻ như thế nào đối với các thế hệ thứ hai, thứ ba đang sinh ra lớn lên tại nước ngoài, họ nên cống hiến cho quê hương đất nước theo cách như thế nào? Đây là câu hỏi vô cùng hay, bởi vì những người Việt Nam ra nước ngoài ấy, là bây giờ nếu tính thời gian được tính khoảng 1/3 thế kỷ, mà 1/3 thế kỷ qua chúng ta đã có ba thế hệ, thế bố, thế con, thế cháu, và ba thế hệ hiện nay cùng sống nước ngoài. Và như một cái đất nước mà hình ảnh đất nước được hưởng quốc tế là cái số lượng rất là lớn. Chúng ta không phải di cư mà chúng ta những người làm ăn sinh sống nước ngoài. Và thực ra là chúng ta bám trụ đó, đâu cũng là quê hương cả. Bây giờ nhiều trong một gia đình, nhiều người không nói chuyện với nhau. Không nói chuyện với nhau được vì bố không thể hiểu tiếng người nước ngoài. Cho nên bố không thể nói về con. Rồi thì thế hệ con này giao lưu tiếp xúc với bạn bè, những người cùng trang lứa toàn người nước ngoài cả. Và khái niệm tổ quốc họ thì rất là mờ nhạt, rất mờ nhạt. Cho nên tôi có một cái yêu cầu nhỏ thôi. Chúng ta, người Việt đâu cũng máu chảy ruột mềm. Người Việt ở đâu cũng là, đều là có nòi giống tiên tổ của nhau. Một trong đặc điểm gắn kết là tiếng Việt. Cho nên là tôi có một đề nghị rất là đau đầu nhiều năm nay, là chúng ta làm sao mỗi gia đình đều dạy, tập tạo điều kiện dạy tiếng Việt cho con. Mời gia sư rồi mời những người mà có trình độ dạy con, các tổ chức, các hội đoàn phải tổ chức các lớp dạy tiếng Việt ở ngay thì vùng đất của mình, và các cái cơ sở mà công tác mất đi tiếng Việt là mất tài sản quý báu. Nhưng tiếng Việt nó là văn hóa, nó là văn hóa. Không hiểu tiếng Việt thì không hiểu phong tục tập quán, không hiểu tiếng Việt thì không hiểu truyền thống chúng ta, và không hiểu tiếng Việt thì không hiểu toàn bộ cái giá trị tinh thần và tâm hồn người Việt. Đó là điều tôi cho là quan trọng nhất. Không biết là cái sự nghiệp sáng tác của nhà thơ trong thời gian tới thì như thế nào, nhà thơ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả cũng được biết. Thật ra rất khó nói, nhưng mà cái kiếp quan tâm là nhà thơ. Như chúng tôi, nhiều khi tôi đã tự nhủ lòng thôi, buông hết, có tuổi tác rồi, đừng làm gì nữa. Và hơn nữa là có lẽ chẳng ai cần đến mình. Nhưng mà sự thôi thúc nội tại thì bắt buộc tôi phải viết. Tôi vẫn tiếp tục viết, và viết được thế nào cũng nói, cũng dám nói, bởi có đó phụ thuộc thời gian, sức khỏe và nhiều điều kiện khác. Nhưng tôi nghĩ rằng là không thể không viết. Nó như là mệnh lệnh sống, và nó như điều kiện sống, và nó như tín hiệu sống. Nếu không viết có nghĩa là mình đã không tồn tại. Một câu hỏi tôi muốn dành cho nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, đó là tâm hồn cốt cách của người Việt Nam, nó đã tác động, nó chi phối như thế nào trong mỗi tác phẩm của nhà thơ? Và điều đó nó cũng đã thôi thúc, truyền cảm hứng, tạo động lực, tạo cái nền tảng cốt lõi như thế nào cho nhà thơ trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình? Tôi nghĩ cái điều tự hào nhất là những truyền thống của người Việt không bao giờ mai một. Người nào yêu tổ quốc cả, người nào có truyền thống dũng cảm chiến đấu, nhưng người Việt có đặc điểm riêng, cái tình yêu người Việt nó đau đớn trong tim. Bây giờ tôi nói chỉ chẳng hạn nhé, đến bất cứ một người Việt nào, kể cả những học sinh viên, kể cả gia đình vợ chồng ít, mà kể cả những người độc thân và gia đình lớn, nhà nào cũng có một bàn thờ. Bàn thờ đó chính là cái tín hiệu để mình hướng về quê cha đất tổ. Đó là cái tình cảm lớn nhất của người Việt mà không thể khác được, là điều mà tôi tự hào nhất. Điều tự hào thứ hai của tôi là sự đoàn kết người Việt.
Chị thử đi ở nước ngoài, bây giờ ở trong nước tôi nói, đi nước ngoài thấy từ siêu thị ở nơi xa thấy bóng dáng của người giống người châu Á và đến gần là nghe tiếng Việt, thì cái đó người ta cảm thấy rằng là mình đã gặp lại người thân của mình. Thì truyền thống ấy rất khó. Và cái thứ ba nữa ấy, là chúng ta biết cái đất nước chúng ta là 4.000 năm rồi, bên cạnh bão giông, bên cạnh biển bão giông như thế, thiên tai quanh năm, tai họa quanh năm, và mỗi lần có tai họa lớn thì không ai bảo ai, cộng đồng người Việt bên kia tự nguyện tạo mọi điều kiện, lá lành đùm lá rách, người ta sẽ tạo điều kiện hướng về quê hương, hướng về cái mảnh đất chôn rau cắt rốn, thì đó là tình cảm lớn nhất của người Việt mà cái tôi tự hào nhất. Một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ hết sức là tâm huyết của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mới đây tại Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng đã có buổi ra mắt tuyển thơ Trông Trời, Trông Đất, Trông Mây 3 tập và tuyển tập truyện ký Giữa Những Cơn Sầu Bể 2 tập. Các tác phẩm do nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành. Đây không chỉ là buổi lễ ra mắt sách đơn thuần mà còn là điểm hẹn quê hương giữa những người văn thơ, những người yêu mến Nguyễn Huy Hoàng. Với tuyển thơ Trông Trời, Trông Đất, Trông Mây, tác giả đã viết về Tổ quốc từ cái nhìn của một người con xa quê, sống cách đất nước hàng vạn dặm. Đó là tình yêu, nỗi trăn trở cồn cào, những kỷ niệm mờ tỏ và cả những niềm day dứt khi nhớ về quê hương, mảnh đất đầy nắng gió, nhớ về những người dân Việt ngàn đời vất vả gian lao. Ngoài ra, tập thơ có nhiều bài tác giả viết về nước Nga, nơi tác giả có cơ hội sống và làm việc trong nhiều năm. Còn với tập truyện ký Giữa Những Cơn Dâu Bể, tác giả Nguyễn Huy Hoàng muốn thể hiện tập truyện của ông như một mảng hiện thực về cảnh vật đổi, sao rời của nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ, và chính tác giả là một chứng nhân, là người trong cuộc. Nguyễn Huy Hoàng là một người hát giọng trong thời đại của nước sống. Ông đi qua cái cuộc đời này, mọi buồn vui, mọi mất mát, mọi đúng sai, và ông cười cho tất cả, một cái cười vừa đau đớn, vừa thâm sâu, nhưng vừa đi thông điệp gì đó chúng ta. Một lần nữa, trong cá nhân tôi, và cũng như là thành mặt ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, xin cảm ơn sự sáng tạo của nhà thầy Nguyễn Huy Hoàng. Tôi cũng đọc những cái bài thơ viết của ông thì luôn luôn là thể hiện một cái tinh thần rất là gắn bó giữa quê hương với lại cái những gì đó thuộc về cái cá nhân, thuộc về những cái mà mang tính chất nội tâm của ông được thể hiện thông qua những thơ này. Thế và cũng là lần thứ hai được tham gia với cái tư cách đến tham dự cái buổi ra mắt sách. Thì với cái lần này tôi rất là cảm động, đến thì gặp rất là nhiều những nhà văn, nhà thơ, những người gạo cội của Việt Nam, và rất là nhiều những cái thế hệ học từ Liên Xô, từ Nga. Đã lập nghiệp xa quê từ khi còn rất nhỏ, và trong tất cả những tác phẩm của ông thì luôn đau đáu một cái niềm nhớ quê, yêu quê da diết. Và cụ thể như trong một tuyển tập thơ mà nhà thơ đã xuất bản năm 2012, đó là Một Thời Tôi Từng Có, thì chính tác giả đã khẳng định rằng dù đi đến nơi đâu thì nỗi nhớ thương nước Việt vẫn luôn sâu thẳm ở trong lòng. Và trong rất nhiều những tập thơ khác, ví dụ như là Tết hoặc là Về Với Mẹ hoặc Tiếng Gọi Quê Hương, thì đều đau đáu về quê và luôn nhớ những tuổi thơ, những gì mà tuổi thơ của mình vẫn chưa làm được, chưa thực hiện được, cũng như là báo hiếu mẹ cha. Thì nhà thơ đã đưa tất cả những tình cảm gói ghém lại trong từng câu chữ, chắt lọc và nói lên bằng những lời thơ da diết nhất. Tác giả Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ, ông viết về những người Việt tại Nga, những người Nga trải qua dâu bể, thử thách đầy biến động của hai thời kỳ, để những ai đã từng học tập, sống, làm việc, đi qua nước Nga, bắt gặp đâu đó trong tuyển tập bóng dáng của mình hay những người mình từng quen biết. Tại lễ ra mắt sách, nhiều nhà văn, nhà thơ, bạn bè đã chia sẻ xúc động sâu sắc về cuộc đời và văn chương của tác giả Nguyễn Huy Hoàng.